về giữ phượng hoành của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh. Dù chỉ mới lên sóng, giữ phượng hoành do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã khuấy đảo màn ảnh nhỏ châu Á vì nội dung hấp dẫn và kỳ xảo hoành tráng. Đạo diễn là xe duyên cho nhân vật chính ở những tập đầu tiên của giữ phượng hoành. Hành Vân, Lâm Canh Tân, Lần Đầu Gặp Gỡ, Gà Lôi, Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh, Tại Một Ngôi Chợ Bên Sông. Để dọn hàng sớm, người bán gà hào phóng giảm giá, chú gà lôi xấu xí, cho Hành Vân. Ít ai biết rằng, nhân vật người bán gà là Đặng Kha, đạo diễn của giữ phượng hành. Chi tiết này khiến khán giả bật cười, bình luận rằng, chỉ có đạo diễn mới dám chê vương gia nhà chúng ta là gà lôi xấu xí, đạo diễn cũng đam mê diễn xuất, làm người xe duyên cho hai nhân vật chính. Nữ vương gia đầu tiên của phim cổ trang tiên hiệp. Điều khiến giữ phượng hành lôi cuốn khán giả chính là hình tượng nhân vật nữ vương gia đầu tiên trong thể loại cổ trang. Chức vị này sẽ do nữ chính Thẩm Ly đảm nhận. Cô được phong là Bích Thương Vương, chỉ dưới quyền của Linh Vương Thẩm Mộc Nguyệt, Tăng Lê. Thẩm Ly là chiến thần thống lĩnh hàng vạn quân sĩ của Linh tộc, bảo vệ tam giới khỏi sự xâm hại của yêu thú. Sở hữu sức mạnh và địa vị không phải dạng vừa. Vai diễn Thẩm Ly vừa lên sàn đã quyết đấu với ba thuộc hạ dưới trướng hòng bắt cô về thành hôn với thái tử tiên tộc. Tuy nhiên, Thẩm Ly đã đánh thắng cả hai người và xuống nhân gian đào hôn. Hành chỉ hứa hôn Thẩm Ly với người khác. Người mở đầu cho chuỗi chuyện bi hài trong giữ phượng hành là nam chính Hành Chỉ Thần Quân, Lâm Canh Tân. Là vị thần duy nhất còn tồn tại trong trời đất. Thần quân Hành Chỉ có nhiệm vụ bảo vệ và gắn kết các bộ tộc để chống lại sức mạnh của Hắc Ám. Vì vậy, anh định ra hôn sự cho Thẩm Ly của Linh tộc và Phất Dung Quân của Tiên tộc. Tuy nhiên, anh lại hiểu nhầm Bích Thương Vương là con trai. Vì thế mới định ra hôn sự này. Thẩm Ly vì đào hôn mà trốn xuống nhân gian, gặp gỡ người phàm Hành Vân, Hành Chỉ Lịch Kiếp. Cả hai dần nảy sinh tình cảm. Nhưng khi trở về thế giới thần tiên, cả hai phát hiện ra thân phận của đối phương thì lại rơi vào tình cảnh trớ trêu. Lúc này Hành Chỉ mới nhận ra sai lầm của bản thân. Nhan sắc tình địch Triệu Lệ Dĩnh gây bất ngờ. Trong tiểu thuyết gốc, Thẩm Ly có tình địch đáng gờm là U Lan Nữ Quân. U Lan đem lòng mến mộ thần quân Hành Chỉ, nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng bị từ chối. Trong phim, vai diễn đệ nhất mỹ nhân tiên giới được giao cho Lạt Mục Dương Tử. Nữ diễn viên sinh năm 1995 gây ấn tượng bởi hình tượng hài hước, dễ gần. Sự xuất hiện của tình địch đáng yêu khiến khán giả càng tò mò cả hai sẽ dùng cách gì để giành trái tim của Hành Chỉ Thần Quân. Bên cạnh đó, vai diễn U Lan Nữ Thần từng gây nhiều tranh cãi. Mọt phim cho rằng Lạt Mục Dương Tử không phù hợp với vai diễn. Theo mô tả của truyện thì nhân vật U Lan là đệ nhất mỹ nhân, trong khi Lạt Mục Dương Tử nhan sắc không như kỳ vọng của fan truyện. Tuy nhiên, khán giả của phim phản hồi rằng giữ phượng hành được chuyển thể dí dỏm, tiếp cận nhiều đối tượng khán giả hơn, vai diễn cần chiều sâu hơn và diễn xuất hơn là nhan sắc. Do đó, Lạt Mục Dương Tử với lối diễn duyên dáng, hài hước rất hợp với nhân vật. Triệu Lệ Dĩnh kéo cả dàn bạn thân vào giữ phượng hành. Trong họp báo ra mắt phim, Lâm Canh Tân bất ngờ tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh là người đã mời anh đóng nam chính. Nam diễn viên chia sẻ anh vô cùng cảm động và biết ơn Triệu Lệ Dĩnh khi cô chủ động mời anh hợp tác chung lần nữa. Bên cạnh vai trò nữ chính, Triệu Lệ Dĩnh đồng thời là giám chế, nhà sản xuất của phim. Do đó, cô có tiếng nói rất lớn trong đoàn phim. Triệu Lệ Dĩnh không ngừng tạo điều kiện cho các đàn em mà cô từng hợp tác, để các diễn viên trẻ có nhiều cơ hội xuất hiện trên màn ảnh hơn. Cũng nhờ vào mối quan hệ và địa vị của Triệu Lệ Dĩnh,
Đoàn phim dễ dàng mời được các diễn viên có tiếng đến làm khách mời như Từ Hải Kiều. Nam diễn viên này từng hợp tác với cô trong Hoa Thiên Cốt. Ngoài ra, ca sĩ Trương Bích Thần cũng là người hát chính nhạc phim. Trương Bích Thần và Triệu Lệ Dĩnh sở hữu tình bạn đẹp nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ. Mỗi bộ phim mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia đều có sự xuất hiện của giọng ca nổi tiếng này. Ngoài Giữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh từng gây sốt với loạt phim này là một trong những hoa đán đỉnh đám xứ Trung. Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục chứng minh sức hút với Giữ Phượng Hành. Trong Giữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Bích Thương Vương Thẩm Ly. Cô có mối tình trắc trở với Hành Vân, Lâm Canh Tân. Bộ phim hiện đang gây bão, được nhiều mọt phim Trung yêu thích. Dưới đây là 5 phim bạn không nên bỏ lỡ của nàng hoa đán này. Sở Kiều Truyện. Nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh thì không thể không nhắc đến Sở Kiều Truyện. Bộ phim đánh dấu lần đầu nữ diễn viên hợp tác cùng Lâm Canh Tân bạn diễn trong Giữ Phượng Hành. Trong phim, nữ diễn viên thủ vai Sở Kiều, một nô tịch bị đưa tới trường săn cho quý tộc săn bắn mua vui. May mắn được Thế tử Yến Tuân, Đỗ Kiêu, cứu giúp. Sở Kiều sau đó lại bị đưa vào Vũ Văn Phù. Tại đây, Sở Kiều thu hút sự chú ý của công tử Vũ Văn Nguyệt, Lâm Canh Tân. Sở Kiều Truyện trở thành bom tấn châu Á năm 2017. Củng cố địa vị sao hạng A của Triệu Lệ Dĩnh. Minh Lan Truyện. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Minh Lan, cô gái mưu trí hơn người. Từ bé, Minh Lan cố sống nhẫn nhục vì là con của vợ lẽ. Trải qua nhiều thử thách, Minh Lan nên duyên cùng Cố Đình Diệp, Phùng Thiệu Phong. Khi trở thành con dâu nhà họ Cố, cô tiếp tục đối đầu với những mưu hèn kế bẩn của mẹ chồng. Sở hữu kịch bản đỉnh cao cùng diễn xuất chỉn chu, Minh Lan Truyện ngay từ khi phát hành đã lập vô số thành tích khủng. Thậm chí cho đến hiện tại, tác phẩm vẫn đều đặn thu về hàng tỷ lượt xem mỗi năm. Sam Sam đến rồi. Quãng thời gian đầu sự nghiệp, Sam Sam đến rồi góp phần quan trọng trong việc định hình tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh. Cô vào vai nhân viên văn phòng Tiết Sam Sam, có chuyện tình lãng mạn với sếp Phong Đăng, Trương Hàn. Bộ phim mang đến nguồn năng lượng tích cực cho người xem. Đặc biệt diễn xuất đáng yêu, ngây thơ nhưng không lố của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá cao. Mỹ nhân sinh năm 87 được đông đảo fan nguyên tác nhận xét là như bước ra từ sách. Yên Thi lấy bối cảnh thời dân quốc. Bộ phim kể về hành trình trở thành chiến sĩ kháng Nhật của cô tiểu thư Lam Yên Chi, Triệu Lệ Dĩnh. Đối mặt với nhiều gian nan lẫn hoài nghi, Yên Chi sau cuối đã tìm thấy con đường đúng đắn cho bản thân. Từ nhiệt huyết, lạc quan đến bế tắc, Triệu Lệ Dĩnh truyền tải sinh động mọi cung bậc cảm xúc của cô gái trưởng thành giữa thời chiến. Mối quan hệ đặc biệt với Chu Thiết Sơn, Lục Nghị và Tống Nguyễn, Viên Văn Khang cũng là những châm phá khó quên. Hoa Thiên Cốt. Chuyện phim bắt đầu với nàng Hoa Thiên Cốt, Triệu Lệ Dĩnh, mồ côi cha, quyết định lên đường bái sư để thay đổi số mệnh. Sau bao trở ngại, nàng được nhận làm đồ đệ của Bạch Tử Hòa, Hoắc Kiến Hoa. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Thế nhưng khi Tiểu Cốt tưởng chừng mất mạng dưới lưỡi kiếm của người yêu, nàng lại được ban cơ hội hồi sinh, mở ra chuỗi bi kịch khác cho cả hai thầy trò. Với Hoa Thiên Cốt, Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa khẳng định vị thế trong dòng phim cổ trang. Dù chiếu vào khung giờ khuya trên đài Hồ Nam, phim vẫn dẫn đầu xếp hạng rating so với các bộ chiếu cùng thời điểm của những đài khác.